Chào mừng chị và các bạn quay lại với kênh tiếng Anh Grabby, lại là tôi đây. Như thường lệ, chúc anh chị có một ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc và làm việc học hành luôn luôn hiệu quả. Thì hôm nay chủ đề sẽ là ngôn ngữ chính thức tại Đài Loan, hoặc là người Đài Loan người ta nói tiếng gì. Thì xin phép thì tôi sẽ tóm tắt rất là nhanh cái lịch sử của Đài Loan một chút, vì là bản chất của bất cứ một thứ tiếng ngôn ngữ nào nó cũng sẽ gắn liền với cả văn hóa và lịch sử của quốc gia đó. Ví dụ như nước Việt chúng ta chẳng hạn, chữ quốc ngữ cũng gắn liền với cả văn hóa và lịch sử sâu xa của dân tộc. Đấy, thì Đài Loan cũng không ngoại lệ. Thì tôi sẽ xin tóm tắt về lịch sử một chút. Khoảng 8.000 năm trước thì là ở cái đảo Đài Loan ấy, thì là có người gọi là người thổ dân, người ta sống, người ta không có liên quan gì đến cả người Trung Quốc. Thì sau đó thì vào thế kỷ 16, người Hà Lan ở bên châu Âu, người ta đến đảo Đài Loan này, người ta xâm lược chiếm đóng. Sau khoảng một thời gian thì là người Tây Ban Nha, người ta cũng đến. Đấy, thế là người phương Tây người ta thổ dân, sau đó đến người phương Tây người ta đến trước. Thì trong cái thời điểm đó thì là ở Trung Quốc thì có chiến tranh giữa nhà Minh và nhà Thanh. Thì sau khi nhà Minh người ta thua cuộc ở bên Trung Quốc, người ta chạy trốn sang Đài Loan, thì người ta sang Đài Loan người ta chiến đấu với cả người Hà Lan, đánh đuổi người Hà Lan về nước. Thì khi đó là Đài Loan thì thuộc quyền sở hữu của nhà Minh. Nhà Minh anh chị nhá, nhà Minh. Thì sau khi biết nhà Minh đã đánh chiếm đảo Đài Loan, thì nhà Thanh lúc đó cũng mang quân sang chiến đấu tiếp, đánh tiếp. Thế là nhà Minh thua cuộc, thì là sau đó là cái đảo Đài Loan này thuộc quyền sở hữu của nhà Thanh. Sau một thời gian thì là dựa vào một cái cuộc đóng tàu ở gần đảo Đài Loan của người Nhật. Thế người Nhật người ta lấy cớ đó, người ta xích mích, người ta sau đó lấy cái cớ xích mích để người ta mang súng ống đạn dược lên đến Đài Loan mà chiếm đóng Đài Loan, đánh đuổi nhà Thanh về nước. Đấy, về cùng chúng đánh đuổi về nhà Thanh về Trung Quốc. Thì sau đó là cái đảo Đài Loan thuộc quyền sở hữu của người Nhật. Đấy, rất là rắc rối đúng không? Bắt đầu là người tiền sử, người 8.000 năm trước là người dân tộc thiểu số, hoặc là người tiền sử thì đó, người Hà Lan này, người Tây Ban Nha này, nhà Minh này, nhà Thanh này, xong đến người Nhật này. Đó. Thì là sau khi thế chiến thứ hai người Nhật bị thất bại, thì nhà Thanh lại được sau thế chiến thứ hai người Nhật bị thất bại, thì nhà Minh người ta lại chiếm được cái đảo Đài Loan đó. Thế là cái đảo Đài Loan thì thuộc quyền sở hữu của nhà Minh, gọi là sau đó lại được thành là Trung Hoa Dân Quốc. Thế còn ở Trung Quốc thì người ta gọi là Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Hai cái chế độ này và hai cái tổ chức này là khác nhau anh chị nhé. Trung Hoa Dân Quốc ở Đài Loan là Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, anh chị có thể tìm hiểu trên Google. Đó. Thế chính vì lý do đó mà đến thời điểm này Đài Loan nó không phải thuộc Trung Quốc đâu. Nhiều người người ta nghĩ rằng là Đài Loan là Trung Quốc, Đài Loan thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc, nhưng không phải, hai chế độ khác nhau. Mà đến thời điểm này thì Đài Loan vẫn là gọi là cái đồng minh của Mỹ, vẫn là đồng minh của Mỹ. Đấy, để làm sao mà để Trung Quốc là không nhăm nhe, bây giờ Trung Quốc vẫn nhăm nhe chứ, để chiếm cái đảo Đài Loan của bà Thái Văn Anh. Đấy, hai cái chế độ hoàn toàn khác nhau. Đấy, đấy là một cái chút tóm tắt về lịch sử và đến thời điểm hiện đại. Thế đến thời điểm này mà Đài Loan là Trung Quốc, là Đài Loan không thuộc Trung Quốc, mà Đài Loan là đồng minh của Mỹ. Thế sau đó tiếp đến là về cái thứ tiếng, cái ngôn ngữ của Đài Loan, người Đài Loan nói tiếng gì. Thế dựa vào lịch sử tôi vừa kể thì là cái thời nhà Minh người ta sang ấy, thì đấy là người Phúc Kiến, người Phúc Kiến Trung Quốc, người Phúc Kiến vẫn là người gốc Trung Quốc, nhưng mà người Phúc Kiến, thì là người Phúc Kiến thì người ta sẽ nói tiếng Phúc Kiến rồi, và một chút người Quảng Đông nữa. Bản chất là người ta Phúc Kiến vẫn là nói tiếng Phúc Kiến, thì đấy là người già người ta nói. Thế còn thế hệ trẻ bây giờ người Đài Loan thì người ta sẽ nói tiếng Trung phổ thông. Thế người ta một câu là về nhà thì nói tiếng Trung Quốc, nhưng mà ra đường thì lại nói tiếng Trung phổ thông. Tiếng Trung phổ thông là gì? Là cái tiếng Trung giản thể. Giản thể là nó khác tiếng phồn thể. Giản thể là nó đơn giản hóa đi, đơn giản đi, ít nét đi, để người học người ta dễ dàng hơn, đơn giản hóa hơn. Thế còn tiếng phồn thể thì nó nhiều nét hơn, nó khó viết hơn, và nó đẹp hơn, nó nhiều ý nghĩa hơn. Nhưng mà mang tính chất là bây giờ thì là giản thể, và tiếng Trung phổ thông giản thể, để có nhiều người ta có thể dễ dàng học hơn. Thì là người Đài Loan người ta, về bản chất người trẻ người ta có thể sử dụng tiếng Trung phổ thông rất là tốt, gần như người ta có thể sử dụng được tiếng Trung phổ thông. Bên cạnh đó thì những người già
hoặc là khi những người trẻ người ta về nhà ấy, người ta sẽ nói tiếng Phúc Kiến, tiếng cha mẹ, tiếng ông bà cụ kỵ của người ta đấy. Cái bản chất vẫn là người ta, và một số lượng người trẻ người ta có thể sử dụng được tiếng Phúc Kiến. Thế còn người trẻ bây giờ thì bản chất người ta vẫn có thể sử dụng được tiếng Trung phổ thông, gần như là người ta có thể sử dụng được tiếng Trung phổ thông. Bên cạnh đó là sau đó là người ta có thể sử dụng được tiếng Anh và tiếng Nhật. Tiếng Nhật thì là mượn rất nhiều tiếng Hán, thế cho nên là học cũng nhanh hơn thôi. Đó. Thì hôm nay tôi chốt lại vấn đề là người Nhật nói tiếng người Đài Loan nói tiếng gì? Người Đài Loan người ta nói tiếng Đài Loan, tiếng Đài Loan là tiếng Phúc Kiến đấy, và tiếng Trung phổ thông. Đấy. Thì sau đó người ta học tiếng tiếng Anh, tiếng Nhật như chúng ta, nhưng về bản chất về cơ bản vẫn là tiếng Phúc Kiến và tiếng Trung phổ thông. Đấy. Và nhắc lại một lần nữa là Đài Loan thì đến thời điểm này là họ không thuộc và đến thời điểm này nhắc lại một lần nữa là Đài Loan không thuộc Trung Quốc nha. Người ta muốn độc lập đấy, người ta muốn như này này, độc lập tự do, ta có một chính quyền riêng, ta có một chế độ riêng, thể chế hóa riêng. Đấy, Trung Quốc bây giờ vẫn nhăm nhe Đài Loan đấy chứ. Đó. Nên Đài Loan họ vẫn đi đồng minh với cả những quốc gia ở phương Tây, để họ có bạn bè gọi là đồng minh, gọi là bạn bè đấy. Khi mà chiến tranh xảy ra thì có những bạn bè người ta hỗ trợ giúp đỡ, tùy người ta giúp đỡ và hỗ trợ như thế nào thôi. Đấy, cái là vấn đề liên quan mạnh đến chính trị đấy. Đấy, lại chém ăn đau muống, nói về ăn đau muống, nói chuyện là thế giới đấy, chị nhá. Đấy, hôm nay thì là một cái video về cái Đài Loan nói tiếng gì, là một chút về tóm tắt sơ lược về lịch sử của Đài Loan. Đấy, anh chị thấy vui vui, thấy bổ ích thì anh chị hãy đăng ký bên dưới anh chị nhé. Bấm nút đăng ký để được theo dõi những clip liên quan đến ngoại ngữ và tiếng Anh tiếp theo của tôi. Biết cái chủ đề gì việc chém gió thì giao lưu thôi. Anh chị có câu hỏi gì thì cứ bình luận ở bên dưới, hoặc là tôi để cái nick Facebook ở dưới, anh chị có thể là đăng ký, bấm vào đấy và kết bạn theo dõi cũng được. Có câu hỏi gì cứ nhắn tin trên YouTube hoặc trên Facebook được, tôi sẽ trả lời trong 24 giờ. Đấy, luôn luôn chào mừng anh chị. À, anh chị cứ đóng góp gì, có ý kiến gì thì cứ bình luận, để chúng ta làm sao mà cùng cải thiện, cùng nhau học hành nó làm sao nó hiệu quả hơn, cải thiện, cùng nhau phát triển, cùng nhau đi lên để đạt được những cái mục đích, mục tiêu của mỗi người đề ra. Đấy. Thì đợt này thì anh chị cứ để bình luận bên dưới, và anh chị hãy nhớ là nhớ cái đấn nút đỏ đăng ký bên dưới nha, để làm sao mà mỗi khi tôi ra một cái video mới thì nó sẽ đăng, nó sẽ thông báo luôn. Những người đăng ký và người ta bấm chuông ấy, có cái chuông ấy, thì là người ta sẽ thông báo luôn là ông này ra một cái video mới, video mới, để chúng ta biết, để chúng ta tiện thể giao lưu xem đó. Đó. Lại một lần nữa chúc anh chị một ngày nhiều niềm vui và nhiều hiệu quả bên gia đình và người thân, học hành đầy hiệu quả.